Xin chào các bạn, hôm nay Điện Thoại Vui sẽ chia sẻ với các bạn các bước để các bạn có thể thay thế cái màn hình Asus Zenfone Lite. Nhưng mà hiện tại là cái màn hình bị lỗi một vệt, và khi mình tắt mở nó có hiệu ứng giống như là hoàng hôn. Thì mình sẽ thay một cái màn hình mới. Rồi hiện tại là chiếc điện thoại của mình là vỏ màu vàng, mặt trước màu trắng. Thì mình thích màu vàng nên là mình sẽ thay thế một cái màn hình mới màu vàng luôn để cho nó tông sực tông với cái vỏ. Tuy nhiên nó sẽ có một cái viền trắng ở đây, nó sẽ làm cái điểm nhấn, như vậy cũng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác, mời các bạn theo dõi. Đầu tiên mình tắt nguồn. Rồi sau khi tắt nguồn thì cái đầu tiên là mình sẽ lấy cái khay sim ra trước. Trong trường hợp mà quên khay sim nó có thể làm ảnh hưởng tới gãy cái khay sim hoặc là ảnh hưởng tới cái ụ sim bên trong. Ở cái vỏ này thì không có ốc, nên là mình sẽ tách ở cái phần bên dưới ra. Ở đây, khi mà mình cầm một cái màn hình mới thì mình sẽ biết được mình sẽ cần tháo những cái phần nào. Đó. Thì cái này nó sẽ vòng xuống bên dưới của pin. Đó, có nghĩa là mình phải tháo cái nắp sau luôn, không chỉ tách màn hình mà còn phải tháo luôn cái nắp sau. Nên mình sẽ tháo cái nắp sau trước. Cái nắp này bằng nhựa nên mình tháo cũng tương đối dễ. Rồi, do là nó không có nút home hoặc là cảm biến gì ở phía sau nên mình tách ra rất là thoải mái. Rồi sau khi tách xong, đầu tiên mình sẽ tách cái socket pin. Đây là sẽ cáp màn hình, nó sẽ nằm dưới cục pin, do đó bắt buộc mình sẽ phải tháo pin ra. Mình sẽ thử xem cái mức độ keo nó dính trên pin nó có nhiều hay ít. Nếu mà ít thì mình có thể tách ra luôn. Ở trường hợp cái keo nằm đây thì nó nằm giữa cục pin và màn hình nên mình khó có thể sử dụng nhiệt để mình tách, nên là mình sẽ sử dụng cồn. Mình sẽ chế một lượng cồn vừa phải, chỉ đủ để làm rã keo, không làm ảnh hưởng tới các phần khác. Đó, rất đơn giản. Rồi, tiếp theo là mình sẽ phải tách cái màn hình này ra. Đó, nhìn đây mình có thể biết được tương tự, keo chỉ đi cái viền xung quanh vào phần trên dưới chứ không có vào sâu, nên mình không cần tách cái keo vào sâu. Ở đây mình sử dụng nhiệt khoảng hơn 100 độ. Khi mà mình tách cái chỗ nào trước thì mình sẽ tập trung ở chỗ đó trước. Mình sẽ tách bên dưới trước. Khi mà các bạn tách cái màn hình á, thì chỗ này mình sẽ tách phần này, mình sẽ tách cái phần màn hình góc này ra trước. Sau đó cái keo tách mình sẽ luồn xuống dưới màn hình. Trong những trường hợp mà mình cần thay sườn đó, mình phải luồn cái keo xuống dưới màn hình. Nếu mình để bên trên nó sẽ đi vào trong màn hình luôn, lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới màn hình. Rồi, vậy là mình đã tách xong cái màn hình. Tuy nhiên là cái phần cáp bên dưới này nó sẽ luồn xuống dưới này, cho nên là mình phải tách luôn cái phần loa và phần bo phụ. Khi tách mình sẽ để ý ốc nào khác lạ. Đây, con này nó khác những con còn lại, nó nằm ở một góc. Đây là phần loa ngoài, nó sẽ tiếp hai cái chân tiếp xúc với cái bo phụ này. Đây là cái socket room. Rồi, vậy là mình đã tách được cái phần màn hình ra. Sau khi tách thì mình sẽ lấy hết những cái keo cũ mà còn sót lại, để cái vị trí màn hình nó sẽ khít hơn, nhường chỗ cho những keo mới. Khi mà các bạn chịu khó mà lấy keo rất kỹ thì cái màn hình của mình á, sau khi gắn vào nó sẽ rất là khít, lúc đó nhìn nó sẽ rất là đẹp. Rồi tiếp tục. Rồi khi mà mình sẽ lấy hết cái lớp keo, mình sẽ gắn thử cái màn vào test trước khi là cố định máy. Tại vì những cái màn á, không phải tất cả nó đều ổn định nên mình cần phải test kỹ trước. Khi mà gắn vào rồi thì thay thế nó sẽ rất là khó khăn. Mình sẽ dùng sợi thun cố định màn hình lại để dễ dàng thao tác hơn.
mình có thể lúc thử mình có thể không gắn loa ngoài, nhưng mà bo phụ phải gắn vào mới được. Rồi, tuy là test màn hình nhưng mà mình sẽ gắn đầy đủ vào, cái này là cái room có thể không cần gắn. Còn các socket mình gắn đầy đủ vào cho màn hình nó có đủ chức năng để mình test. Cái cáp này nó sẽ gấp lên đây. Tạm thời mình sẽ gắn pin vào. Rồi để test màn hình mới thì mình nên lột cái siêu ra. Đầu tiên mình sẽ test về độ sáng. Bốn góc màn hình. Tiếp theo là tới phần cảm ứng. Nếu không bị rớt cảm ứng là được. Rồi ok, mình sẽ tiến hành gắn keo luôn và cố định màn hình. Rồi sau khi test màn hình ok thì mình mới lột cái lớp siêu này ra. Tiếp theo mình sẽ dùng keo E8000 để mình sẽ đi một viền keo xung quanh. Đó, số lượng keo vừa đủ. Rồi, mình sẽ căn cái vị trí trên dưới cho nó đều. Rồi sau đó mình sẽ cố định để keo nó khô trước, rồi sau đó mới gắn vào máy. Rồi, sau khi mình cố định màn hình và chờ đợi khoảng 20 phút thì keo nó đã khô. Mình sẽ tháo sợi thun ra và tiếp tục là mình sẽ cố định cái phần socket ở phía bên dưới. Ở cái này là mình sử dụng keo hai mặt để tiếp xúc cái điểm này với lại cái phần khung sườn. Tiếp theo mình sẽ gắn cái loa trước, rồi tới phần bo phụ, cáp sạc. Và cái con ốc dài nhất sẽ nằm ở giữa. Rồi tiếp theo là gắn hết các phần socket còn lại. Phần rung. Rồi. Mình dùng keo hai mặt để cố định cái sợi cáp này. Rồi tiếp theo, hai cái phần keo giữ pin này nó còn sử dụng tốt, mình sẽ tận dụng luôn. Rồi ok, kiểm tra lần cuối. Cáp, anten. Đối với cái này thì mình sẽ bóp thẳng vào luôn, không cần phải trên hay dưới trước. Rồi, như các bạn đã thấy là màn hình mới rất là đẹp. Nó phù hợp với cái phần vỏ xung quanh. Đó, ở đây có một cái viền trắng làm điểm nhấn. Đó, vậy là bây giờ màn hình của mình nó đã đẹp. Các góc đều và đẹp, cảm ứng nhạy. Rồi, vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn các bước để thay thế màn hình điện thoại Asus Zenfone Lite. Đó, các bạn có thể tham khảo thông tin và có ý kiến gì các bạn để lại comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.